một quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai 29 tháng 4 năm 2024. Cách đây 49 năm thì chúng ta thấy rằng Việt Nam đã có một cái thay đổi rất là lớn. Và tất cả những ngày đó đã để lại cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Không biết hai chị có một cái kỷ niệm nào mà ngắn mà nhớ nhất không? Ngày chị 30 tháng 4. Nhớ là ngày 30 tháng 4 là khi mà tuyên bố là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa đó. Thì chị thấy trời âm u, giống như ông trời ông khóc cho dân Việt Nam vậy đó. Mà cái nỗi đau đó tới bốn mấy năm vẫn còn chứ. Còn em á hả, thì mấy ngày đó là coi như là em vùi đầu vô, em nằm em đọc truyện không à, tự vì em thấy chán quá. Mà y ầm đó chị, cái tiếng súng á, nó từ Tân Sơn Nhất rồi này kia, từ mấy cái chỗ khác đó, nó cứ y ầm hoài đó. Mà bao nhiêu người ở ngoài gia đình em, rồi mấy người trong gia đình nó cứ bàn cái chuyện chiến sự này kia nọ, mà lúc đó em cũng còn nhỏ nhỏ, mười mấy tuổi rồi, nhưng mà điều em nghe mấy cái chuyện đó thì em cũng thấy chán rồi, giờ ngoài đường chạy loạn lạc rồi cái tùm lum hết trơn á. Em thấy chán quá, em cứ nằm ở nhà em đọc truyện suốt luôn, cả gần cả tháng trời luôn á. Còn em á thì lúc đó nhà em có đại tang, coi như là đứa nào cũng gói rồi để chuẩn bị đi ông anh không quân á, anh Sáu á, anh về anh đón để đi Mỹ. Đó, đi di tản ra khỏi Việt Nam. Từ nhà em đi được một nửa rồi, năm người rồi. Tại sao đại tang là bà ngoại em mất ngay trong nhà luôn, có nghĩa là bà thấy là lăn xăng má em, lăn xăng rồi mấy đứa nhỏ chuẩn bị gói đồ rồi chuẩn bị đi này kia đó, rồi đạn ngoài thì ì xèo luôn. Rồi cái bà dì Út em ngồi với má em thì bà khóc lóc giống như là sắp sửa là mất gia đình em phải đi đó. Đúng rồi. Rồi xong cái bà ngoại bà hấp hối luôn. Bà hấp hối, bà chết ngày 28 tháng 4. Mà ghê lắm, ngày 29 tháng 4 là mua cái hòm khiêng trong hẻm đó. Khiêng trong hẻm không, tự vô ngoài đường bắn nhau. Mà từ cái chị biết cái chợ Nghĩa Địa Chí Hòa không? Với lại con chợ Hòa Hưng mà người chết tùm lum hết á. Đúng rồi, ở trên Gò Vấp chị cũng vậy. Nên đó, người ta phải khiêng cái hòm trong hẻm. Để trong hòm, xong quý vị biết không? Để cái xác mà bà ngoại nằm trong đó mà trời nóng nực, cúp điện này kia hết. Mà 30, 29 rồi 30 bắt đầu nó hôi. Rồi một tay xong rồi hình như là hai tay mới đi chôn được. Tức là liệm vô hòm rồi. Liệm vô hòm mà hôi lắm. Chị biết không, tụi em ăn cơm trên lầu không á, tự trời nóng đó. Mà cái thời lúc đó thì mình đâu có được liệm mà giống như là kỹ càng, giống như đâu có ràng, bình thường đâu. Đâu. Tức là có hòm là may lắm rồi. Không có trét mấy chung quanh. Không có trét nhiều. Nó xì hơi là hôi lắm. Đó là một kỷ niệm hãi hùng đó. Còn chị còn nhớ là cái hồi đó em thấy như nhà em đó hả? Đốt hết mẹ em ha, cắt hết quần áo rồi này kia nọ. Tự vì biết sao không, đồ ha, áo thun rồi này kia nọ, có hình này hình kia, rồi quần áo dài rồi mẹ em cắt hết trơn chị. Hồi đó sợ. Hồi đó sợ chị cũng lấy mấy bộ đồ lính chị đi hát, rồi mấy cái thơ từ gì của cái đó cắt đúng rồi. Bộ chị gửi đó, khu 9 KBC thì cái máy chị đốt hết luôn. Mà chị có bao nhiêu bộ lúc đó? Hả? Có một à. Có một ông đó. Một tới bây giờ luôn. Hả? Một tới bây giờ luôn. Chị nói mà chị không ngượng miệng hả chị? Ngượng gì? Không, mà thiệt tình á. Đó là trong lòng thôi chứ đâu phải là... trong lòng ai vẫn còn yêu đương một người đó thôi. Chuyện khó tình dễ sợ luôn. Kia đâu mà người ta lợi, người ta gắn mày thay gắn đổi. Rồi mà tưởng chưa gắn đúng không? À hả? Tới là tê hết người hết. Ủa sao tôi chưa gắn mày luôn? Cô gắn rồi. Trời ơi, hồi nãy đó nha, đúng hồi nãy giờ em không có để ý gì trơn á chị. Ngồi nói chuyện đồ say mê, không có để ý cái gì luôn hết trơn. Hai người giống nhau thì ha, mình đâu có giờ mình đụng chạm. Nhưng mà em cũng cảm ơn chị Mỹ Linh, chị dễ thương lắm. Mỗi ngày mỗi show Chuyện Phố Phường, quý vị biết không, chị làm cho chúng tôi luôn một cái bình nước mãng cầu. Trà mãng cầu của Trà mãng cầu sim của anh Kiệt, với lại của bệnh hay lúa đó. Cái này cũng uống cũng được nhiều cái bệnh rồi này kia đó quý vị. Người ta nói là cũng có thể nhất là cái trào ngược acid như là lúa này kia nọ đó, cũng ok lắm đó. Mà mình có thể mình ăn luôn cái xác của nó cũng ngon lắm. Trà mãng cầu mỗi tuần chỉ đều làm trần bình. Cảm ơn chị. Tuần làm hai bình. Hai show hai bình. Hai từ sáu ba bình chứ. Coi như là cứ mỗi lần show lên là một bình cho nó quý vị. Chị có thấy cực không? Không, chị rất là vui. Khi sao làm luôn cho chị Lan. Vui, nhìn mặt lên là biết vui. Mặt vui. Không, vui. Nếu mà chị Lan muốn thì em cũng làm, mà chị Lan với kỹ lắm. Rất là vui, đúng không? Rất là vui. Vui. Nhìn mặt biết rồi hả? Trời, sao hai người này coi như là phỉ báng cái lòng tốt của mình ghê vậy, không biết nữa. Không có đâu. Không dám đâu. Sao dám phỉ báng được, nói quá đáng. Chọc mà chị kéo. Em hỏi thiệt, chị có muốn em làm luôn cho chị? Không, sẵn chị em làm mà. Luôn. Em sẵn em làm luôn cho chị. Thôi hai chị đại bôi quá, vô tình. Đây là một cái bản từ chối. Đây là cái bản tin vui vui quý vị.
có một cái con mèo mà coi như là hả, nó ở tuốt ở Utah, mà cái người chủ của nó đó bị mất, coi như là kiếm cả tuần lễ luôn, lê hoay kiếm hoài, dán bản rồi này kia, mất rồi kia nọ, kiếm cũng không ra luôn. Hóa ra đó là cái cô này đó, cổ mua đồ ở trên Amazon, xong rồi cái cổ mới là trả lại, cổ không thích cổ mới trả lại, thì trong lúc mà cổ làm cái thùng đó, con mèo nhảy vô mà cổ không biết, cái xong đóng gói rồi lại luôn, cái gửi đi luôn, gửi về bên Cali này nè, ở Riverside đó. Thì ở đó người ta lúc mà người cũng may cho con mèo này, sao mà người ta mở ra thì người ta thấy nó nằm ở trong đó, mà người ta nói là cái thùng nó cũng bị lủng lỗ rồi kia nọ đó, bị trầy trụa, còn sống nguyên. Mèo sống dai lắm, 6 ngày không ăn uống gì hết trơn luôn mà nó vẫn sống được. Rồi lúc đó là mới đưa nó lại cái sở thú y, thì ở đó người ta rà cái con chip ở trong người đó, người ta mới biết địa chỉ của nhà, mới gọi tới nhà cho cô này. Thì cô này mới biết con mèo mình đang bên đó, thì người ta đi qua bên này rước con mèo về. Tốn tiền vé máy bay phải không? Tốn tiền vé máy bay, nhưng mà điều rất tất em nhiên là cho luôn con mèo. Rất là hạnh phúc luôn. Em lại cho luôn con mèo. Trời ơi, người ta quý nó thấy mồ. Mày được đi du lịch chứ bộ. Em không thích nuôi mèo, nuôi mèo nuôi chó. Coi như em là du lịch trong trạng thái đói và khát. Em rất là thích. Mèo sống dai lắm. Em rất là thích nuôi chó nha, nhưng mà em không có chịu nổi cái mùi của chó. Chăm sóc nó dơ, mùi chó nó văng vẳng. Đúng rồi, cái mùi chó nó cũng khó chịu. Tanh tưởi. Nhưng mà mình tắm thường đâu có mùi đâu. Chị cũng có mùi chị, nó vẫn có mùi như mùi chó. Chị không nhà không bao giờ, má chị không bao giờ cho nuôi thú vật á. Nuôi toàn là cái gì không, đúng không? Thưa quý vị, có một bản tin cho biết cũng là tin vui thưa quý vị. Đó là một cái anh chàng rất là trẻ nha. Anh chàng này tên là một thần đồng gốc Việt, tên là Ryan Nguyễn, đã vào trường y khoa ở tuổi 15. Quý vị biết rằng trường đại học y khoa của Hoa Kỳ rất là khó vô, và khi mà học y khoa đó thì phải học cho đến mấy chục năm, mười mấy năm đó thì mới bắt đầu được ra. Nhưng mà Ryan Nguyễn là một sinh viên gốc Việt tư cư dân ở Honolulu, tiểu bang Hawaii, đã được nhận vào trường đại học y khoa khi mới 15 tuổi. Và nay ở tuổi 18, Ryan đang là sinh viên năm thứ hai tại John Auburn School of Medicine. Cái trường này thuộc Đại học University ở Hawaii. Và theo bản tin của cái trường này thì anh chàng sinh viên này có thành tích hiếm có, cũng chính thức nhận tấm áo blues trắng để trở thành một sinh viên năm thứ nhất trường y khoa ở tuổi 16, tức là niên khóa hồi đó là niên khóa 21 tới 25. Có nghĩa là anh chàng này rất là hay, thần đồng giỏi ghê, bác sĩ nha. Bác sĩ là bên Mỹ rất là khó nha, mà được ở tuổi 15. Như vậy là khi mà anh chàng này ra làm bác sĩ á, thì chắc lúc đó chừng 20 mấy tuổi. Trẻ ghê. Chắc vì... một năm 2 ba lớp. Mới 15 tuổi à. 15 tuổi. Năm nhảy ra 2 ba lớp. Có nhiều người, người cái IQ của họ mạnh dễ sợ. Còn đây là một cái bản tin ở bên như là Malaysia sao quý vị? Malaysia đúng rồi. Thì có một cái thực khách á, họ ăn uống đó quý vị. Thì cô này cô dẫn nguyên gia đình chồng đi ăn đãi ăn đó, thì mới là vô trong một cái tiệm ăn bún. Ăn bún thì ông ba chồng đó, ổng mới tự nhiên ổng ngồi ổng trộn trộn bún lên đó, ổng ăn đó, thì ổng mới phát hiện ra nó có một cái băng băng cá nhân á, băng tay vậy nè, nhưng mà đã sử dụng rồi nha, chứ không phải là còn nguyên miếng rồi nha. Ở Việt Nam hả? Không, ở Malaysia. Thì mới kêu cái bà chủ ra, mới hỏi bà tại sao mà có cái trường hợp vậy đó. Thì bà chủ bà rất là bình tĩnh, kiểu như là bà thấy nó không có vấn đề gì hết á. Bà nói không sao đâu, ăn này cũng không sao này kia nọ. Biết băng làm gì dữ vậy? Biết băng làm gì dữ, cái kiểu vậy đó. Rồi cái xong á, gia đình này thì rất là bất mãn, là vì người ta nói là dù cho không có cái gì đi nữa thì trong cái miếng băng nó ít nhất là cũng có những cái vi khuẩn ở trong cái vết thương của cái người đó. Bà nói là cái người người mà làm ở trong đó, đó nó bóc bún á thì nó mới bị vướng cái đó vô trong đó, dính trong cái tô bún dính vô trong đó luôn. Thì nó vẫn cãi mà không chịu đền một tô bún khác. Không có đền luôn nữa. Xong rồi cái gia đình này bất mãn mới là ra chụp cái hình của cái tiệm đó đó, đưa lên cho người ta coi, biết là cái tiệm này nó như vậy đó. Thì bà nói ông mấy người trong gia đình thì nói là ít nhất là trong đó nó cũng có vi khuẩn này vi khuẩn kia, nó nằm ở trong cái vết thương, hoặc không á thì nó cũng là có những cái hóa chất nó nằm ở trong cái thuốc đồ này kia nọ. Chị đó tóm lại là họ có đền không? Bà không chủ. Có đền có thì người ta đâu không? Có nói gì, không có, chưa có cái vấn đề gì hết trơn. Chị đưa lên Facebook chưa? Chị có cho đưa chị lên coi trên báo để cho mình coi, mình thấy được là một cái nhà hàng nó làm ăn mà giống như là ẩu. Chuyện thì chuyện thường mà bên Việt Nam mà coi như là mà khách kêu tới và kêu cái tiệm mì tới là chỉ vô cái này con rồi nè. Thế bà
Con dùi nó có gì đâu mà làm dữ vậy. Con dùi mà. Con dán hay dứt vậy? Không có gì đâu. Cái này là bên này thì mình coi mình mới cảm thấy là nó hơi ghê ghê. Nhưng mà điều mấy cái nước em dớt được con dán trong một cái tiệm, một cái tiệm Huế rất là nổi tiếng ở đây, mà hồi đó năm 92-93 mới qua Mỹ á. Em dớt con dán con đó, em kêu chủ tới, em kêu tới mà nó cũng không có đuổi cho mình chén khác, hay không có một lời xin lỗi gì đó. Tới giờ mình cứ bỏ đi vậy đó. Em bỏ luôn, đã quan đâu. Hôm bữa không biết là em có kể cho. Đúng rồi. Hôm bữa em có kể cho mọi người nghe không, cái chuyện mà em đi về Việt Nam đó, mắc cười lắm. Cái vô trong ngồi cái nhà hàng ăn đó thì hả, ăn lẩu thì coi như ăn thì thấy nó ngọt quá đi. Cái xong cái lúc đầu mình cũng thôi tính cho qua này kia thôi, mà ngồi cái ấy nhẩm nhẩm rồi thôi bỏ đi. Cái xong cái có cái cô hầu bàn á, còn cái cô mà bưng đồ này kia nọ đó, nhỏ lắm, hình như em nghĩ mười mấy tuổi thôi à. Cái xong cái cô mấy người kiểu như nói chứ trời lẩu này ngọt quá, em nói với ở trong cái bếp đó coi cho người ta ấy lại. Xong cổ nói ủa vậy hả, cái nói thì thử coi. Cái cổ lấy một cái muỗng đó, xong cái hả cổ múc lơ trong cái cổ ăn, cổ uống vô một cái, xong cổ bỏ cái muỗng vô ngay trong cái nồi lẩu luôn. Cổ nói xong rồi cổ đi vô trong kia nói, mình ngồi đây mình giật mình luôn, nói trời sao cô này cô tỉnh bơ à. Cổ lấy cái muỗng xong cổ múc vô, cổ ăn xong xong cổ bỏ vô trong đó. Ở đây bưng tô ra còn ngúng nhúng cái ngón tay cái vô nữa là bình thường luôn nè. Hai ngón tay cái đen thùi, hai ngón tay cái bưng vô cầm vô. Mấy nhiều ông á, nhiều ông nhất là mấy ông phục vụ đó chị. Bưng tô lên bưng hai ngón tay cái đâu có cắt ngắn đâu, ngón tay cái để dài mà đen thùi à. Thôi chị kể chuyện cười đi chị. Chuyện cười là cái bà này bà bán nhà, cái bà ra giá là 1 triệu. Cái xong cái có người khách lại mua, ông khách lại mua trả giá, nói nhà này đâu đáng 1 triệu mà sao chị bán mắc vậy. Cái thông đáng lẽ tôi bán 2 triệu đó, mà thôi để tôi bán cho anh 1 triệu thôi, tại cái nhà nó có ma ám này ra tôi không có muốn ở. Nó ma ám sao mà chị kể tôi nghe với. Cái nhà này là thật sự là tôi mua tới 3 triệu lận. Nhưng mà tôi ở đây ha, tôi cho mướn nhà nào là gia đình nào tới ha, bà vợ không chết thì cũng bỏ đi mất tích, không thấy thì bệnh nặng rồi vợ chồng ly dị. Nó chuyện xảy ra rất là nhiều lần rồi nên tôi bán nhà này. Cái ông khách ông nói, ồ vậy hả, vậy tôi mua tôi trả gấp đôi cho chị nha, tôi đang cần cái chuyện như vậy đó. Chuyện gì cũng nghĩ ra được hay. Muốn giết vợ cách quà. Em ngồi, em đang ngồi em nghe em nói chứ trời, tưởng đồng khách này, em nói trời vậy sao chị bán cho tôi. Cái kiểu giờ ông có một cái đối phó đâu, khác. Cứ mà nghe nói là vợ chết là em đoán mừng rồi. Mừng quá. Sao cái gì xấu cũng dùng cho đàn bà là sao? Ngộ ghê vậy, bà làm gì đàn ông không xấu giết, vậy? Giết vợ là đàn ông đó. Nhưng mà tại sao giết vợ? Tại vì đàn bà xấu, mà cứ nói đàn bà xấu không, đúng không? Thôi để em quảng cáo. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Trước hết là Trung tâm Thúy Nga với chị Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm Sugoi Fucoidan đã được bán rất là nhiều năm nay và cũng đã được nhiều quý vị đón nhận. Với hàm lượng Fucoidan cao nhất hiện nay, công dụng của nó là tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp cho ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. 250 đồng một hộp, có cả dạng viên lẫn dạng nước quý vị. Sản phẩm thứ hai của họ là rêu xanh, thưa quý vị, Okinawa. Rêu xanh Corolla, rêu Nhật Bản Okinawa. Công dụng của Okinawa Corolla là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan, thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại, thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể uống từ 10 cho đến 15 viên mỗi ngày, 30 đồng một hộp. Rất là rẻ thôi quý vị có thể liên lạc với Thúy Nga, thuynga.shop.com. Trong đây còn có nhiều cái tiết mục khác, có nhiều cái sản phẩm khác nữa chứ không phải chỉ có những sản phẩm này. Và quý vị cũng nhớ số phone của họ là 7148945811. Bây giờ thì chúng tôi luôn xin đến với quý vị một công ty mang tên DMG James Arizona. DMG James Arizona xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đặc biệt. Sản phẩm đầu tiên là Masonite Arizona, đặc sản của Arizona, rất cứng, rất đẹp, có đến 340 giác kết, 500 đồng một carat, 1.002 carat, 2.004 carat. Mua một viên được bảo hiểm trọn đời và quý vị được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường. Ngoài ra họ đang có chương trình rất là đặc biệt thưa quý vị. Quý vị hãy để ý những chiếc nhẫn long lanh lóng lánh đang sáng lên ở đây với giá từ 2.500 trở lên bằng những cái hộp Masonite Arizona được bảo hiểm trọn đời và những chiếc nhẫn vàng 18 kiểu Italia. Rất đẹp thưa quý vị, chỉ cần mua một hộp, một chiếc nhẫn từ 2.500 trở lên, quý vị đã có cơ hội được tặng một viên kim cương hoặc là một hoặc hai carat kim cương
nhân tạo thưa quý vị, tức là lab diamond. Lab diamond là gì? Đó là kim cương làm trong phòng thí nghiệm do mẹ thí nghiệm đẻ ra, nên nó giá rẻ hơn kim cương thường đến tự nhiên đến 10 lần. Nhưng bù lại nó vẫn rất đẹp, ít than, ít bọt và nó vẫn có GIA kiểm định, tức là cơ quan mà kiểm định của Hoa Kỳ đó, và IGI. Những cái viên kim cương này đẹp sáng và ở nước DEF, VS1, VVS2 v.v. Nó cũng như những viên kim cương thường, nếu chúng ta đeo vào thì không thể nào biết được. Và đây là rất là tiện để quý vị mua tặng người thân, người yêu, cha mẹ, anh em trong gia đình để làm quà kỷ niệm anniversary v.v. thưa quý vị. Đang có một cái chương trình đặc biệt như thế này, nếu quý vị đang có những cái nhẫn Masana Arizona, đang có những viên Masana Arizona, quý vị muốn đổi sang lab diamond thì quý vị chỉ trả thêm 50% cái số tiền của lab diamond mà thôi. Xin quý vị liên lạc với 480-289-1696, liên lạc chị Helen, hoặc là vào trang YouTube DMG James YouTube Official để xem các chương trình tặng quà, số xã và mua quà. Đang có chương trình sale rất là đặc biệt các loại diamond lab để cho quý vị. Và tại Tân Tú Quỳnh, quý vị có thể vào để xem, đến tiệm đó để xem những viên lab diamond và những viên Masana Arizona. Nơi đây không có carry những chiếc nhẫn nên quý vị phải mua nhẫn, làm nhẫn chỗ khác. Mời quý vị đến với chúng tôi. Bây giờ thì xin mời chị Trang Thanh Lan với Thanh Ly Yến. Trang Thanh Lan giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thanh Ly Yến, một công ty đã tiên phong trong ngành yến trong nhiều năm qua. Có chương trình đặc biệt giảm giá cho năm yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui. Hiệu Sống Vui nha quý vị. Yến trắng hiệu Sống Vui của Thanh Lê Yến, 250g, sale 540 đồng. Tặng đường phèn sâm Hoa Kỳ, một hộp táo đỏ nhãn kỹ tử. Hôm nay nếu mà mua 5 hộp sẽ được 520, cũng vẫn có những quà tặng và có sale 40% off cho tất cả các size của Đông Trùng Hạ Thảo. Ngoài ra ở Thanh Lê Yến còn có bán sâm, bán bầu ngư và yến đã chưng sẵn. Quý vị hãy tới để ủng hộ Thanh Lê Yến. Yến không khô, không để tủ lạnh, không phơi khô, gửi hàng miễn cước phí, free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà tiemyến.com hoặc website thanhlyyến.com. Quý vị nên nhớ là yến trắng hiệu Sống Vui 5 chữ A của Thanh Lê Yến. Kính thưa quý vị. Quý vị nhớ là hãy cần một nơi mà uy tín về yến đó thì quý vị phải đến ngay với Thanh Lê Yến, mấy chục năm trong nghề rồi, và vào website thanhlyyến.com để xem các chương trình tặng quà vân vân và cũng như các chương trình khuyến mãi giảm giá như thế nào đang có trong đó, và ai đã mua rồi thì sẽ rất là vừa lòng ở nơi đây thưa quý vị. Tiếp theo là xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Heart. Công ty MV Heart xin giới thiệu sản phẩm đầu tiên của họ là một sản phẩm, một cái công nghệ mới, đó là MNM thưa quý vị. MNM đây là một cái thuốc trường sinh bất tử cải lão hoàng đồng. Cái NMN đây là một cái khám phá mới mà tại Nhật Bản, một hộp như thế này nó có thể đến từ 800 cho đến 1.500 Mỹ Kim. Nhưng từ khi Hoa Kỳ đã lấy được bằng sáng chế này thì ở Hoa Kỳ làm rẻ hơn nhiều thưa quý vị. Và NMN, cái công dụng của nó rất là tuyệt vời, nó giúp cho quý vị coi như là để cho quý vị mà nó phá hủy các tế bào để cho quý vị có thể trẻ lại lâu già đó thưa quý vị. Rất là hay, và đây là một cái công nghệ rất là tuyệt vời. Chúng tôi luôn sẽ đọc cho quý vị nghe một cái để cho quý vị thấy. Nó giúp kéo dài tuổi thọ, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp sống khỏe hơn, thọ hơn, không bị già lão hóa sớm, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, cơ mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng hồi phục sức khỏe mỹ mãn, ngăn chặn nguy cơ tăng cân nhanh gây béo phì. Và quý vị không còn sợ lo sợ về tuổi già sức yếu. Đây là một khám phá rất là đặc biệt. Một hộp như thế này 120 viên, 100 viên chứ, chỉ có một hộp của NMN là 60 viên thưa quý vị. Bởi cái này nó không có phải 100 viên mà 60 viên 120 đồng thôi. Thay vì 800-900 Mỹ Kim chỉ có 120 đồng do Hoa Kỳ sản xuất. Và đặc biệt nữa là mua 3 tặng 1. Quý vị nhớ cái số phone hiện trên màn ảnh để quý vị có thể làm đại lý. Còn riêng muốn mua sản phẩm NMN này gửi đến nhà quý vị nhớ liên lạc với Tân Tú Quỳnh. Một sản phẩm thứ hai của họ chúng tôi sẽ được giới thiệu, đó là White Skin Haki thưa quý vị. White Skin Haki là cái gì? Đó là một loại thuốc viên trắng da. Bởi thuốc viên này nó đặc biệt lắm, nó lọc gan, lọc phổi và nó giúp cho quý vị hết những cái vết nám tàn nhang trên mặt, đồng thời nó làm da quý vị sáng sáng lên, sáng trắng. Nó cũng chống viêm, nó giúp cho những người phụ nữ sau khi sinh cái bụng có nhang nhiều đó thì uống cái này nó cũng sẽ căng da. Nó có những tác dụng rất là đặc biệt. Và White Skin này, một hộp như thế này thưa quý vị, đó là một hộp 90 viên với giá 90 đồng,
90 đồng và mua 3 tặng 1 nha, của công ty MV Heart. Một sản phẩm khác của công ty MV Heart xin giới thiệu đến quý vị, đó là một loại mà phải nói rất là đặc biệt. Nó gồm có những cái yến và nó gồm có yến và tế bào nhau thay cừu. Thưa quý vị, tế bào nhau thay cừu kết hợp với yến sẽ cho quý vị một cái loại thuốc viên uống để cho vừa khỏe sức khỏe mà vừa bổ sung cho cơ thể những chất nhờn, nó tái tạo cho quý vị làn da mới đẹp hơn và nó giúp cho quý vị rất là nhiều về cái sức khỏe cũng như sắc đẹp đó, và ngủ rất là ngon. Đây là loại mà một cái loại phải nói là cao cấp, gồm có tế bào gốc nhau thay cừu và yến. Quý vị có thể gọi số phone này, và hiện tại một hộp như vậy thưa quý vị là 100 viên với giá 100 Mỹ Kim và mua 3 tặng 1. Xin quý vị gọi cho MV Heart ở số điện thoại 714-722-9709. Họ còn có rất là nhiều loại Focodin cũng như là những cái linh chi đỏ, linh chi đen vân vân và nhiều sản phẩm khác nữa. Nếu quý vị muốn mua gửi đến nhà, xin vào trang web tantuquỳnh.com hoặc gọi cho chúng tôi 714-612-7309. Chúng tôi phát hành đi khắp nước Mỹ, và ở bên Canada thì có Thúy Nga, Paris, Canada, với số phone hiện trên màn ảnh. Mong quý vị sẽ ủng hộ. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị Bé Hai Băng Trái Cây. Đây là một nơi mà quý vị đến ăn mua trái cây mùa nào thức đó tại miền Nam California. Chúng ta sẽ không còn nhớ trái cây Việt Nam nhiều là bởi vì nơi đây cái gì cũng có trái cây Việt Nam thôi. Nên mùa nào thức đó, từ vú sữa lò rèn cho đến xoài cát Hòa Lộc, tới xoài thanh ca, rồi xoài tượng, cam quýt, ổi, bưởi, mận, xoài cóc, rồi có mít sầu riêng, mít Thái Lan sầu riêng, rồi có nhiều loại trái cây khác nữa. Đặc biệt là họ có gọi là chả tôm, chả mực, chả ốc, để quý vị có thể mua về, để quý vị có thể làm đồ ăn hoặc là để dành trong tủ lạnh ăn dần dần. Quý vị phải liên lạc với chị Bá Hai, chị có gửi chương trình xuyên bang, có nhận cho quý vị mở đại lý bán, chị sẽ bán sỉ cho quý vị, và quý vị có thể liên lạc với chị để chị gửi qua đêm cho quý vị nhé. Bé Hai Trái Cây Tươi, tọa lạc 8892 Bosa Avenue, ngay trong khu chợ ABC, kế bên tiệm Băng Mai, rất là sầm uất, mở cửa 7 ngày từ sáng đến tối luôn để cho quý vị có thể đến. Bây giờ là công ty SK của Nhật Bản thưa quý vị. Hôm nay SK của Nhật Bản xin được tiếp tục giới thiệu quý vị sản phẩm mới nhất của họ. Sản phẩm của nó là cái gì? Là eye cream thưa quý vị. Eye cream, eye là con mắt, cream là cái kem này để dành cho con mắt, để giúp cho quý vị ba việc sau đây. Việc thứ nhất là cho cái mống mắt ở dưới tan. Thứ hai là những cái vết mỡ trên mí mắt và những cái vết thâm đen, thâm quầng xung quanh mắt tan, cũng như vết nhăn của đuôi mắt. Đây là một cái chai cream eye đặc biệt SK đến từ Nhật Bản, xài rất là tốt. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để biết những sản phẩm này. Ngoài ra họ còn có một cái loại thuốc mọc tóc. Thuốc mọc tóc một hộp chỉ cần 2 chai tóc sẽ mọc. Và thưa quý vị, sản phẩm của họ là một sản phẩm conditioner và shampoo của SK, giúp cho quý vị sửa những mái tóc hư, tóc gãy, tóc bị rụng, tóc bị gầu, vân vân. Tóc không bóng mượt sẽ trở nên bóng mượt với chất argan oil, là một cái chất nguyên thủy ở trong đây để giúp cho tóc rất là nhiều. Ngoài ra họ còn có hair mask cũng vậy, cũng giúp cho mái tóc của quý vị khô rớt, bị khô, bị gãy, như tổng rơm có thể phục hồi lại. Dầu gội đầu 3-1 của họ cũng là một cái loại đặc biệt thuốc nhuộm gội đầu rất là nhiều người ưa chuộng thưa quý vị, với 5 màu khác nhau, có conditioner, shampoo và thuốc nhuộm màu bằng dược thảo toàn bộ, nên quý vị không sợ tóc bị hư da đầu mà dùng rất là dễ dàng. Ngoài ra họ còn có một cái sản phẩm nữa, đó là cái collagen thưa quý vị, collagen chống nấm, chống nhăn, chống nhờn, một loại, và một loại trị nám, trị đầu mồi, tàn nhang. Hai loại này rất là tốt và xài rất là dễ thưa quý vị. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều có, quý vị có thể liên lạc với anh Scott ở số điện thoại hiện trên màn ảnh để quý vị có thể làm đại lý thưa quý vị. Và nếu quý vị tại miền Nam California đó, quý vị đến khu chợ Việt Nam nào cũng có sản phẩm của SK Envision. Riêng tại Tân Túc Quỳnh sẽ gửi đi khắp nơi cho quý vị trên thế giới và gửi trong nước Mỹ cho quý vị nhé, với số điện thoại 714-612-7309. Kính thưa quý vị, ở Ấn Độ quý vị có hai vợ chồng của một người tỷ phú. Họ đã từ bỏ khối tài sản trị giá là 2 tỷ rupee của Ấn Độ, là khoảng chừng 24 triệu Mỹ Kim, và họ đi tu. Sau khi mà hai người con là một người 19 và một người 16 tuổi cũng đi tu luôn,
thì hai vợ chồng này đó quyên góp và cho cái khối tài sản của mình đi, và họ sẽ đi tu bằng cái con đường giống như là khất thực á, nghĩa là bây giờ họ sẽ sống nhờ vào cái lòng coi như là thương người của tất cả những người mà đại chúng, để mà họ đi trên đường họ có gì ăn nấy. Tại sao vậy? Cuộc đời. Tại sao? Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao là làm cả đời để có tiền bạc triệu rồi xong cái để lấy bạc triệu để đi tu làm sao? Không, tự vì người ta muốn như vậy thôi. Tự vì thực ra con cái của họ cũng đi tu hết rồi, họ cũng đâu cần giữ cái số tiền để làm gì nữa đâu, thì họ cũng đi tu luôn. Cái đó là một cái phát tâm cũng em tốt. Em đi tu mấy cái du lịch tàu biển, em đi tu khắp thế giới, tu hú. Người nhiều người người ta có những cái lý tưởng á, mà người ta thấy là cái đó là nhiều khi cái cuộc sống này nó cũng là tạm thôi, thì bây giờ đó mình sống coi như là mình sống không cần có gì hết, nhiều khi nó cũng đỡ được. Để được một cái tài sản 24 triệu là cũng phải làm ăn mưa máu dữ lắm chứ không phải là dễ đâu. Chắc hối hận rồi đi tu. Thì cứ cho là vậy đi, cũng ông là mở tiệm cầm đồ, hệ thống cầm đồ. Không ấy bán vàng, ở tiệm vàng mà chế vàng không có đúng tuổi. Rồi mà thấy cái cảnh đó mà họ coi như là phân phát đồ cho mọi người đó, mọi người bu đông lắm, họ đi trên một chiếc xe, xong mà giống như là mình đi xe trong những cái lễ hội này kia nọ đó, và trên đó người ta quăng đồ xuống, ví dụ như là những cái đồ này đồ kia đó quăng xuống cho mọi là người ta quăng cho mấy cho người, những người mà mấy người đi tu á, không mấy người mà ở đi dọc đường á, mấy người bu lại coi rồi này kia nọ đó, người nghèo rồi kia đó. Có một cái ông Bỉ, thưa quý vị, ông này người Bỉ đó, ông được tha tội xe rượu lái xe là bởi vì á trong người của ông tự tiết ra chất cồn. Ông người Bỉ này được tòa tha tội lái xe. Mà ở đâu? Ông là người ở bên nước Bỉ, Bỉ. Ông bị một chứng bệnh hiếm lắm kêu là chứng bệnh ABS, thưa quý vị. Cứ bệnh cơ thể này tự ra cái chiếc cồn, luật sư của ông cho hay theo Reuters, và ông đã được tha bổng về cái tội. Mà ông có uống rượu hay không mà không tự ông tiết ra. Ông làm việc ở nhà máy bia. Ông làm việc ở nhà máy bia. Rồi thấm hả? Lâu năm nó thấm ở trong đó mà tự nhiên cái nó tiết ra cái người cồn vậy đó. Có nghĩa là ôm ổng giống như ôm cái hũ hèm vậy đó. Vậy là cái mùi hôi ổng làm rượu được không? Tôi kể chuyện cười luôn đi chị. Chị cười là có hai người đang ngồi trên bờ đê á, ngồi hưởng gió chiều này trên bờ đê, dòng sông này, cái dừa bóng mát. Xong cái cô gái, hai người mới thấy là hai con trâu nó đang ý với nhau á. Cái cô gái mới nói, anh sao được con trâu được, nó biết được con trâu cái mà nó thích mà nó phải làm ngay lúc cho trâu cái thích vậy. Cái chàng trai nói, chắc nó ngửi được cái mùi ấy em. Cái cô gái nói, vậy nãy giờ anh có nghe mùi gì không? Không, anh đâu có nghe mùi gì đâu. Vậy lỗ mũi anh hư rồi hả? Tự nhiên em là cái đó không? Mà không thèm nghe. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là công ty Calculator Food, thưa quý vị. Đây là một công ty với những sản phẩm rất là đặc biệt. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị về ba loại đông trùng hạ thảo màu đen, Black Cordyceps. Chúng ta đã nghe nói đông trùng hạ thảo nhưng ít khi nào nghe nói màu đen lắm. Và ba loại này rất là đặc biệt. Mỗi hộp có 6 chai, mỗi chai 100ml và có thể dùng tới 90 ngày. Loại số 1 để giúp cho quý vị, những người bị yếu sức, bị ho, hen, bị chóng mặt, thưa quý vị, bị nuôi ăn, trẻ em nuôi ăn chậm lớn, và những người, nhất là những người bị chóng mặt đứng lên xoay vòng vòng đó, những người già không có hơi sức, thì chúng ta dùng loại số 1. Loại số 2 dành cho những người yếu sinh lý, yếu thận, thưa quý vị. Nó bổ thận, bổ tỳ, bổ vị, làm cho cả nam lẫn nữ mạnh mẽ lên, với bộ thận mạnh mẽ và tăng cường chức năng sinh lý, giúp tăng cường hạnh phúc gia đình. Loại số 3, thưa quý vị, sẽ giúp cho quý vị, những người bị ung thư có khả năng chống đỡ lại để di căn. Bởi vì khi mà bị ung thư đó, mà quý vị mà bị xạ trị, hóa trị rất là mệt, và nhiều khi chúng ta không có đủ sức lực, thì cái loại số 3 này sẽ giúp cho quý vị có đủ sức lực để có thể hóa xạ trị và hóa trị để chống đỡ với căn bệnh ung thư. Ba loại này tất cả đều có đặc biệt tại Tân Tú Quỳnh. Chúng tôi độc quyền phát hành cho công ty Calculator Food, thưa quý vị. Quý vị có thể nhìn số phone trên màn ảnh hoặc vào website để order. Rất là nhiều người dùng và đã rất là thích thú về đông trùng hạ thảo đen này. Ngoài ra, họ cũng có những loại trà rất là đặc biệt. Có loại trà để giúp cho tiểu đường, BG, thưa quý vị. Nó giúp cho giảm tiểu đường, nó giúp cho lượng đường trong máu giảm xuống. Chỉ cần uống 3 gói cho tới 12 gói là trong vòng 3 tháng hoặc 12 tháng, đường quý vị sẽ xuống một cái mức an toàn.
Ngoài ra chúng tôi còn có trà nữa, đó là trà CH. Trà này cũng rất là nhiều người ưa chuộng là bởi vì nó loại mỡ trong máu, nó loại cholesterol ra khỏi trong máu, nên nó làm giảm cholesterol, nên cho những người bị mỡ trong máu có thể bị tắc nghẽn mạch máu, có thể làm bị stroke, bị đột quỵ vân vân, thì dùng trà CH. Trà EP là dành cho những người bị tuyến tiền liệt cho đàn ông, thưa quý vị, đi sưng không đi tiểu được, tiểu rác, thì dùng loại trà EP của chúng tôi. Tất cả những loại trà này, chúng tôi còn nhiều loại trà nữa, sẽ nói chuyện trong ngày thứ tư này với trong giờ chuyện phố phường. Và xin quý vị vào website tantuquynh.com cũng như gọi số phone của chúng tôi 7146127309 hoặc đến tiệm Tân Thu Quỳnh để mua những sản phẩm này. Bên Thúy Nga Paris Canada cũng có những sản phẩm của Can Colder Food. Xin mời chị Trang Thanh Lan với Liên Phạm. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chu sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mực nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ. Luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, Suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu Phở Thìn và Hảo Vị Barbecue. Tại Liên Phạm có tất cả các loại hoa khô mà giống như là hoa điên điển, hoa su đũa, hoa thiên lý, với tất cả các loại mắm. Nấm mà mắm nữa quý vị. Mà Trang Thái Lan mê nhất là mắm chân của Liên Phạm, giống như là gì đó thì xào thịt mắm ruốc, thịt mắm ruốc xào thịt ba rọi. Rồi tất cả các loại mà đồ ăn này nữa quý vị. Có cá gì, cá bún cá Nha Trang, bún cá Châu Đốc, rất là ngon, Trang Thái Lan rất là thích. Và thưa quý vị ở tiểu bang khác xin vào liênphạm1.com nha, để quý vị có thể order và gửi hàng tới tận nhà cho quý vị luôn. Và đặc biệt ở đây có xài EBT Food Stamp tại cho quý vị local tại miền Nam California. Bây giờ tới một nơi nữa cũng có xài Food Stamp, đó là Lan Anh Kitchen, một nơi quen thuộc về ăn uống mà chúng tôi luôn ăn cơm tháng ở đây. Xin mời chị Mỹ Linh. Thưa quý vị, Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây đó quý vị, bán rất là nhiều những món là phở, là mì Quảng, bún cá, bún bò Huế, bún riêu, hoặc cơm gà, roti, cơm sườn đồ này kia quý vị. Và ở đây cũng có bán những cái loại mà tray để mà làm party từ 10 cho đến 15 người, hoặc là nhiều hơn cũng được, tùy mình đặt đó quý vị. Gỏi, xà lát, những cái món khai vị, món súp đều rất là ngon, món cuốn nữa cũng rất là ngon. Cuốn mà có cái cuốn mà hôm bữa mình nem nướng tự cuốn rất là ngon. Và ở đây đặc biệt là có những cái món chè, vì cô này, cô chủ tiệm là một người đạt được những cái giải thưởng về chè, cho nên cổ nấu chè rất là ngon. Trung Tử Lưu là rất là mê những món chè của cổ. Bây giờ hết dám ăn rồi, em cứ kiên cử. Nhưng mà quý vị ơi, ở đây có bánh xèo, bánh khọt, có bún bò Huế, có nhiều món khác lắm để quý vị đến ăn. Bún chả Hà Nội, cơm tấm, cái gì cũng có hết. Và mở cửa 7 ngày, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng ngày Chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Với quý vị thấy số điện thoại hiện trên màn ảnh và địa chỉ là 6944 Westminster Boulevard. Từ dưới đường Beach mà đi đường Westminster lên qua khỏi đường Golden West là quý vị nhìn bên trái thấy tiệm Popeye, quẹo ở trái đó thì sẽ gặp có những món ăn rất là đặc biệt, chẳng hạn như Hà Nội Slider cũng là một cái món bánh mì mà nhét miếng chả Hà Nội, bún chả Hà Nội vô miếng thịt nướng đó, rất là ngon. Và bây giờ xin mời quý vị đến với công ty của Việc Face More, thưa quý vị. Việc Face More ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm. Tác dụng là đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm. Thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. Một hộp 210 Mỹ Kim, một hộp 210 Mỹ Kim. Một bộ thứ hai của họ đó, thưa quý vị, đó là cái bộ Hygiene này, đặc biệt Hygiene Probiotic, thưa quý vị. Đây là một thuốc bổ đường tiêu hóa. Chúng ta đã từng quen thuộc với những loại của Hàn Quốc như thế này, gồm có nó sẽ giúp cho quý vị ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn chặn chứng trào axit từ dạ dày, giúp thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày trực tràng, bằng quang tuyến tụy, giúp giảm trị ứng trong thân thể.
Và đây là hàng mới về của Hàn Quốc mà quý vị đã nghe và đã dùng rất là nhiều. Trước đây là quý vị phải nói là mấy ngàn hộp của Trung tâm Thúy Nga đều bán sạch sẽ trong một thời gian ngắn. Và bây giờ đã có lại rồi với giá 150 Mỹ Kim. Quý vị nên mua, tại vì những người bị lọc gan đó, gan mà xấu này kia đó, quý vị dùng cái này nó bị ngứa, bị dị ứng đó vẫn được luôn. Những người bị vàng da uống cái này cũng được luôn. Nó bổ đường tiêu hóa và nó làm cho chúng ta lọc gan rất là tốt. Trong đây nó có chống dị ứng. Một sản phẩm nữa của bên Việt Face More đó, thưa quý vị, đó là Hoàng Bổ Đáng 60 viên hiệu hai con phượng, chị Mỹ Linh đang cầm, thưa quý vị. Đây là một hộp Hoàng Bổ Đáng 60 viên giúp cho quý vị ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho chống đột quỵ, giúp cho chống mặt nhức đầu vì rối loạn tiền đình. Thì chúng ta có thể dùng loại này với 60 viên giá 300 Mỹ Kim của hãng Samsung hai con phượng. Quý vị có thể liên lạc với Việt Face More ở số phone hiện trên màn ảnh để mua sản phẩm này, với số phone và website của nó là vietfacemore.net, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công ty đặc biệt của Esrachu. Công ty Esrachu, thưa quý vị, có những loại sản phẩm đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi phải giới thiệu một bộ đó thôi. Một bộ mỹ phẩm Esrachu làm do 30 năm trong trường đại học của Seoul đã nghiên cứu và sáng chế ra để giúp cho quý vị có một bộ da đẹp tuyệt vời khi quý vị dùng loại đó. Đầu tiên là bộ Esrachu nè, 380, cái hộp này là 240 đồng, gồm có 6 chai tế bào gốc. Tế bào gốc này làm gì thưa quý vị? Chế biến từ cuốn rốn của con người, của trẻ em, và nó giúp cho dẫn xuất vitamin B3 cùng với trứng cá hồi, những tinh chất thiên nhiên như cỏ hổ, trái sung, trà xanh, v.v. Công dụng của nó là giúp phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc lại, giúp da giữ độ ẩm căng mọng, thưa quý vị. Chai thứ hai của họ là Deep In Night Cream, 65 đồng một chai. Đây là kem dưỡng da ban đêm với công nghệ lăng kim cà mặt bằng vỏ san hô, giúp cho da thẩm thấu thêm vào da liền. Chúng ta không cần phải đi cà kim nữa mà giữ cà cái loại này là được rồi. Nó giúp giữ ẩm cho da, truyền sinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ, giúp phục hồi da, tái tạo làn da, kèm với những sản phẩm nữa. Đó là Esrachu Booster Serum, bộ này thì 60 đồng một chai, giúp tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào của exosome, tăng cường collagen, giúp giữ ẩm cho da, giữ trang điểm mỹ phẩm không bị nhờn da mặt. Và cái sản phẩm cuối cùng của họ là một cái chai 20 đồng thôi, Snow Tone Up Cream. Đây là kem dưỡng da ban ngày giúp da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình, giúp xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để làn da được săn chắc. Có thể dùng xe thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm, make up nhiều quá, và chỉ 20 đồng một chai thôi. Nguyên một bộ là 385 đồng. Quý vị có thể gọi vào số phone đang hiện trên màn ảnh của My eShopping, cũng thuộc về Việt Face TV, với những số phone đang hiện lên, để quý vị có thể Việt Face More cũng như là My eShopping để quý vị mua những sản phẩm này nhé, thưa quý vị. Đó là những sản phẩm chúng tôi giới thiệu trong ngày hôm nay, chị Mỹ Linh. Thưa quý vị, đây là một cái bản tin ở bên Việt Nam để cho chúng ta coi như là có một cái sự cảnh giác với cái bệnh. Thì ở đây một cái người phụ nữ tên là Hát, người ta giấu tên, ở Nghệ An đó quý vị. Thì cô này hồi năm mà cổ 22 tuổi đó, cách đây nhiều năm, hình như cũng cỡ 5-6 năm gì đó. Thì cổ mấy năm em cũng không biết nữa, không nói. Nhưng mà cô này đó, cổ bị đau bụng. Không, cổ đi giống như là đi khám phụ khoa đó, thì thấy là có cái bú ở trong bụng đó, ở trong bụng mình á, thì cổ không, cổ về, nhưng mà điều cổ lại không có trị theo kiểu Tây y, nhưng mà cổ uống thuốc nam á, thì cổ uống trong vòng nhiều năm đó, thì cái u đó càng ngày nó càng lớn, cái u đó mỗi một ngày lớn, đến bây giờ đó thì cổ khoảng chừng người ta nhìn thấy giống như là cỡ 5-6 tháng, cái thai cỡ 5-6 tháng, nghĩa là một cục bự lắm, cỡ 25cm người ta nói vậy đó. Nó chèn cái tử cung của cổ, méo hoàng bên luôn nữa mà. Thành ra lúc đó là cổ bị đau bụng đồ dữ lắm. Rồi đi bác sĩ mới mổ ra. Mà may là cổ u đó là nó u sơ nhưng mà nó lành tính, nó không có phải là ác tính. Nhưng mà bác sĩ cũng nói là nếu như mình có thì mình nên chữa, chứ không nên để như vậy, mặc dù nó là lành tính, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nó có thể đưa đến những cái tình trạng nó nặng hơn như vậy nữa. Tất nhiên cô này bây giờ đã an toàn rồi, nhưng mà chị thấy không, cái cục u mà ở trong bụng mổ ra như trời vậy, ghê quá, nó như một cái thai vậy đó, 5-6 tháng vậy đó. Mà sao màu đen vậy chị? Thì máu me đồ này kia, mà điều người ta không có chụp cái hình có máu, người ta chụp vậy để lên trên những hình ảnh cho nó bớt ghê rợn, em hiểu không? Đó, người ta làm trắng đen á mà.
Thì đó, cái này là một cái để cảnh giác người, không có nên là mình chữa theo kiểu thuốc nam đó mình uống. Ngày xưa em có một bà chị bà mất rồi, bà mất là vì ung thư đó, ung thư vú đó. Nhưng mà bà cũng chữa thuốc nam chị. Ở nhà cho tiền bà đi cắt cái bú đó đi đó, mà bà không cắt. Mà trong khi đó là bà còn có thai nữa chị. Coi như là biết là có bị bú, bị bệnh, coi như là ung thư vú rồi, bà lại còn để cho có bầu, tại vì muốn có con mà. Trời ơi, cả hai mẹ con chết luôn. Tội. Tội nghiệp vô cùng luôn vậy đó. Khi mà đến cái thai đó đến chừng 5-6 tháng đó, thì bà chịu đâu có nổi nữa. Lúc đó là nó ăn cái ung thư đó, nó ăn coi như là xuống tới cột sống, xuống tới vô phổi, vô hết tất cả nội tạng rồi. Bị hết, di căn hết rồi. Mà bà coi như nguyên cái thời gian đó là bà coi như là lấy thuốc nam để đắp lên đó, cái bú mà của đó. Thành ra em thấy là những cái chuyện này cũng những cái chuyện, những cái bệnh có thể là thuốc nam được, những cái bệnh phải là thuốc tây y thôi, chứ không có thể nào mà đi thuốc nam được. Người ta nói lúc thực đó bác sĩ nói mà bà cắt cái đó đi là sẽ không có bị, tự vì mới phát hiện ra rồi. Không chịu cắt. Thật sự là Fucodin đó, chị biết không, Fucodin là nó có thể làm cho chống di căn tốt lắm. Nhưng mà nó không phải là chữa ung thư, nó chỉ hỗ trợ thôi. Hỗ trợ rất là nhiều cho chậm di căn thôi. Mình không nói là cái vấn đề thuốc này đâu, nhưng mà mình nói cái vấn đề là thuốc nam là có nhiều người đó, người ta dùng để người ta đắp lên này này kia nọ đó, nó đâu có ngăn ngừa, nó đâu có trị được cái gì đâu. Thưa quý vị, có một cái tin cũng khá là vui cho quý vị nhé, những người đi máy bay nè. Từ hôm nay đó, tức là chính quyền của Hoa Kỳ vừa ra một cái lệnh mới đó, là hễ mà hàng không của Mỹ đó mà hoãn chuyến bay, hủy chuyến bay là phải đền tiền cho khách hàng liền. Chứ không có được liền, không có được giày dưa, không có được, không được tự động, không có được khi bị xù luôn. Không có được phải, và đồng thời phải nêu rõ lệ phí hành lý hoặc trước khi hủy vé. Đó, Bộ Giao thông cho biết các hãng hàng không sẽ phải trả lại tiền cho hành khách trong vòng vài ngày hủy chuyến bay hoặc khi chuyến bay bị hoãn một thời gian đáng kể. Theo luật hiện hành thì các hãng hàng không tự quyết định khoảng thời gian bồi hoàn cho hành khách khi chuyến bay bị hoãn. Chính quyền nay quy định rằng khoảng thời gian đáng kể đình hoãn một chuyến bay ít nhất 3 giờ đồng hồ cho các chuyến nội địa và 6 giờ cho chuyến quốc tế là phải đền vé đó, để người ta có thể đi mua cái chỗ khác. Em biết không, lúc trước á, hồi mà chưa có Covid á, là chưa có lộn xộn cái vụ máy bay á, thì mỗi lần mà bị delay hoặc là ngày mai mới cancel, ngày mai mới bay á, thì cho về khách sạn, cho ăn uống đàng hoàng, bây giờ khỏi xù luôn, ở ngoài sân bay luôn, ngoài phi trường luôn, ngủ tốn kém quá, với nhiều mỏi, với lại có nhiều hãng chuyến bay giá rẻ, hãng chuyến bay giá rẻ. Cái lý đó giờ chị không thích đi xa nữa là vậy đó. Sợ lắm luôn á. Thôi chị đi tàu thủy đi. Không, sợ. Ở nhà chắc cú. Cho chị Linh tin nữa đó, chị Linh. Cái này là một cái phong trào quý vị, người ta nuôi gọi là những cái con mọt ẩm á. Em không hiểu mọt ẩm. Ôi, em thấy rồi cái tin đó, cái ơi, con đó không biết là mà. Tại sao mà nó lại thành cái phong gọi chắc là cái phong trào bên Việt Nam bây giờ nó nuôi á. Không, cái con đó giống như con mọt. Con nó ngộ lắm, con mọt. Con mọt gỗ, con mọt gỗ, nó có cái mấy cái con dán con gì trong gỗ. Con cam á hả? No, không phải. Con này á, nó hoàn toàn là nó nằm, nó không có bay được. Nó nằm ở trong mấy cái dụng gỗ, người mục đồ này kia đó, chị thấy không đó. Mà coi như là có đẹp đẽ mắc lắm nha chị. Đó, 500 triệu đồng một cái một con á hả? Không phải. Không, 500 anh chàng triệu này đồng, đó, anh chàng này bỏ tiền ra mua. Mua vốn mà, mua vốn làm vốn. Nhưng mà điều á bây giờ đó, anh chàng này cũng giàu lắm rồi nha, bán được nhiều lắm á, bán được nhiều. Đang có phong trào á, phong trào đó nó vô cái hội nhóm là nuôi cái con mọt ẩm rồi nè. Mỗi con là từ 100 ngàn cho đến 3 triệu. Nếu mà con nào mà kiểu như là nó màu sắc đẹp, màu sắc đẹp, nó có loại những cái con loại nó mắc tiền này kia nọ đó, bày trò đó, rảnh quá đó, bày trò. Em thấy đúng là thiệt á, nhưng mà điều thôi, cái đi đâu nếu như mà nuôi mà bán được tiền thì cũng là hay quá rồi gì. Nhưng mà mấy con này nó không có giá trị vậy đó, chỉ có là đi chơi để mua thôi à. Nhưng mà anh chàng này người ta bán được một tháng cả bao nhiêu triệu đó nha em, mấy chục triệu đó. Bởi vậy mới nói là bởi vì Việt Nam nó rảnh. Những người mà đi mua cái này mà về để mà chơi đó thì em mai thấy mốt hết phong trào rồi nhúng bột, lăn bột chiên. Ghê. Em nói là chị Lan cái gì mà ngước nhất 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 là chị thảy vô bận như trong cái lò hết, chị thảy vô bếp hết, trong nồi hết á. Quý vị có để ý vậy không? Chị Lan chắc không dám không ăn uống. Lan nói vậy thôi chứ Lan dám ăn đâu. Quý vị ơi, bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị cơ sở thương mại tiếp theo, đó là công ty của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung có hai sản phẩm làm gương mặt đại diện. Đầu tiên là bộ collagen 5 chai collagen thưa quý vị. 5 chai tế bào gốc nhau thay cừu do 8 bác sĩ Hàn Quốc cùng với một cái chai
Renew Cream Collagen, xài rất là tốt, giúp tái tạo lại da mới, giúp cho làn da bị hư, bị cũ, bị trầy trụa vân vân sẽ phục hồi lại, và giúp cho da trắng sáng, chống nhăn, rất cho bóng mượt, và giúp cho quý vị da, cho quý vị trẻ trung lại, đặc biệt lắm thưa quý vị. Và với một cái bộ như này đó là 300 Mỹ Kim, nhưng mà đang được sale với giá 240 Mỹ Kim. Quý vị phải nhanh tay đi, từ hết ngày lễ mẹ là như hết chương trình sale. Ngoài ra bộ thứ hai là nếu quý vị bị nám nặng, bị đồi mồi nặng, bị tàn nhang vân vân, thì chúng ta có bộ thứ hai gọi là bộ kem trị nám của Nguyễn Hồng Nhung, bộ Nguyễn Hồng Nhung 2 thưa quý vị, với 3 chai chỉ bằng ngày và bằng đêm luôn. Bộ này thì 325 đồng, 321 một bộ, nhưng đang được sale với giá 256 đồng. Mời quý vị đến với nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung để mua những sản phẩm này. Tất cả đều là của Hàn Quốc và được đặt riêng cho cái thẩm mỹ viện Image Beauty thưa quý vị. Và quý vị có thể gọi cho cô Tracy Nguyễn để làm đại lý, để 50 tiểu bang có thể làm đại lý. Đồng thời quý vị có thể tư vấn về dịch vụ làm căng chỉ da mặt, chỉ vàng collagen. Hôm nay họ đặc biệt hơn, họ ra một loại chỉ vàng mới thưa quý vị, độc quyền của công ty Image Beauty. Đó là thay vì bỏ lên mặt mấy chục sợi chỉ, bây giờ chỉ cần bỏ đến 2 sợi chỉ vàng này thôi, và nó sẽ căng cái mặt lên và rất là lâu dài luôn. Bây giờ nó là làm một tới cái công nghệ mới là không cần nhiều cái sợi chỉ, mà chính cái sợi chỉ đó, đó nó sẽ nó cung cấp, nó tái tạo collagen cho quý vị trên gương mặt đầy đặn lại rất là đẹp, để làm V-line vân vân. Quý vị chỉ cần trong vòng 1 tiếng 2 tiếng quý vị sẽ dễ rẻ hơn 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, rất là hứng thú. Xin quý vị gọi cho cô Tracy Nguyễn để tư vấn. Tại miền Nam California, quý vị muốn mua sản phẩm này, xin gọi cho Tân Tú Quỳnh hoặc vào website tantuquinh.com, hoặc là quý vị đến với Tân Tú Quỳnh số điện thoại 714-612-7309 để mua sản phẩm. Và tại Sài Gòn Video, tại Thúy Nga, Paris, Canada cũng có sản phẩm này và cũng được 20% sale. Quý vị nhớ nhé. Bây giờ chúng tôi đến với Hát Nhân Sâm thưa quý vị. Hát Nhân Sâm, chị Lan. Mấy hôm nay Trang Thanh Lan đi chơi, cuối tuần đi chơi với con gái quý vị. Tụi nó trẻ mà, tụi nó đi sáng, trưa, chiều, tối, nên lòng cũng đi ăn, đi uống, đi chơi. Mà lúc hôm qua chị về, chị cảm thấy chị mệt. Cái sáng nay vậy nó giả dự người lắm, không muốn đi làm luôn á, nó giả dự luôn. Cái nhớ là phải lấy uống một muỗng sâm này, chứ quý vị tỉnh liền. Bây giờ Trang Thanh Lan rất là khỏe. Trang Thanh Lan thấy cái sâm này nó tác dụng là kinh khủng lắm quý vị. Đúng rồi. Nó giúp cho mình rất là nhiều, là uống vô chừng 5 phút, 10 phút sau Trang Thanh Lan tỉnh liền à, không có bị giả dự. Mẹ Trung Tú Lương là 103 tuổi, nhưng bà uống hát nhân sâm mật ong thì bà vẫn khỏe re luôn. Đúng rồi. Sâm bột cũng tốt lắm. Sâm bột này cũng vậy nè quý vị. Nói chung là các cái loại sâm, sâm đen này nè quý vị, nó đều tạo cho mình cái năng lượng rất là nhiều. Mỹ Linh uống qua tất cả rồi. Và Mỹ Linh bây giờ Mỹ Linh thích uống cái sâm bột này nè. Tại vì cái sâm bột này làm mình tiện nhiều thứ lắm. Nhiều khi mình ăn salad đó, thay mình quên uống gì đó chị Trang Lan, mình bỏ mình rắc vô đại trong salad mình đang ăn đó, hoặc là mình bỏ vô trong súp, bỏ vô cà phê, nhớ nhà chăm điếu thuốc khói huyền bay lên cao. Coi như là mấy ông á hả, là coi như là rất là thấy là thích thú khi mà mình uống chung với lại sâm này nè, uống cà phê á quý vị, nó tăng thêm được cái độ thơm ngon. Nói tới cà phê cái tự nhiên mặt thưa quý vị, tại sao quý vị ơi, tại sao phải dùng hát nhân sâm? Càng già càng bệnh càng yếu phải dùng hát nhân sâm. Cao mỡ, cao máu, tiểu đường, dùng hồng sâm và sâm trắng không được, nên dùng hát nhân sâm, giúp ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp cho điều hòa tim mạch và giúp cho quý vị tăng cường trí nhớ cũng như tăng cường sinh lực một cách mạnh mẽ. Đây là hát nhân sâm Royal mới trở về lại với thay đổi mẫu mã mới nha quý vị, 600 đồng một hộp, 1 kg vẫn rất là tốt, và chúng tôi vẫn đang có những sản phẩm sâm rất là đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi cũng có hát nhân sâm lát nó tẩm mật ong đó thưa quý vị, để cho quý vị có thể đi một hộp nhỏ thì 100 đồng, một hộp lớn thì 150, với 100 lát sâm để quý vị đi chơi du lịch có thể mang theo vài hộp trong đây rất là tiện. Và nó có tại tẩm mật ong nên quý vị cũng nhai như củ vài miếng là quý vị cũng khỏe nguyên ngày luôn. Sâm đông trùng hạ thảo linh chi của chúng tôi chính gốc từ Hàn Quốc nha quý vị, nên quý vị uống, những người đã uống rồi thì thấy là rất là khỏe, mà những người đẹp da, nhất là phụ nữ uống những bị nám tàn nhang gì đã uống cái này vô nó sẹp luôn. Bởi vì nó có chất linh chi trong đây, đó làm cho chúng ta lọc cái gan và giúp cho cái da của chúng ta đẹp lại thưa quý vị. Và đây là những loại sâm mà hot nhất của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có sâm 5 trong 1, gồm có 2 chai hắc hồng sâm bột nha quý vị, 2 chai hồng sâm bột và 3 chai cao cốt hắc nhân sâm, một bộ 5 trong 1 thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là hắc nhân sâm đặc biệt với 3 hộp cao cốt hắc nhân sâm và 2 hộp hồng sâm bột.
Một bộ như thế này tại Hàn Quốc đang bán 800 Mỹ Kim và chúng tôi đang sale với giá 699 Mỹ Kim, còn tặng cho một chai dầu Dubai trị giá 75 đồng, tuyệt đẹp luôn. Quý vị phải liên lạc với chúng tôi liền để quý vị có thể mua những loại hát nhân sâm. Ngoài ra chúng tôi còn có một loại hát nhân sâm nữa là hát nhân sâm đông trùng hạ thảo, cũng hợp một ký, chỉ có đông trùng hạ thảo thôi. Và hát nhân sâm nó kết hợp lại cho chúng ta hai cái linh dược này sẽ giúp cho chúng ta vừa ăn ngon bổ thận, giúp cho chống mặt, giúp chống mặt, giúp cho bị yếu thận vân vân, và giúp cho chúng ta có sức khỏe, tăng cường sức khỏe, tăng cường trí nhớ của hát nhân sâm. Hai cái chất này nó cộng lại quý vị uống vào khỏe lắm thưa quý vị, và rất là mạnh mẽ. Đó là những loại hát nhân sâm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có hát nhân sâm nam và hát nhân sâm nguyên củ nữa để quý vị có thể mang về để tự chế biến nha quý vị. Thế giới của Tân Tú Quỳnh là một thế giới hát nhân sâm. Và bây giờ chúng tôi xin chuyển qua Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị đông trùng hạ thảo Tibet Extra Strength. Một hộp nó đến 1000mg, nên quý vị thấy là đông trùng hạ thảo thì tác dụng của nó vô cho chúng ta ăn ngon ngủ yên, da đẹp và ngăn ngừa ung thư, và nó giảm tiểu đường và nó giúp cho quý vị rất là nhiều thứ khác, nhất là mạnh mẽ về thận nữa. Nhưng đông trùng hạ thảo này là extra strength 1000mg, giúp cho quý vị mạnh khỏe hơn rất là nhiều. Sản phẩm thứ hai của chúng tôi xin giới thiệu đó là Shark Cadillac, là một loại sụn cá mập thưa quý vị. Sụn cá mập giúp cho tất cả những cái xương khớp của quý vị được thêm chất nhờn để giúp cho quý vị tái tạo lại những cái chất nhờn trong các cái gốc xương, gốc sụn của chúng ta rất là quan trọng. Ngoài ra nó cũng giúp cho quý vị bổ mắt với chất vitamin A rất là nhiều trong cái sụn cá mập. 45 đồng một hộp nhưng mua 3 tặng 1. Mua 3 tặng 1, 45 đồng một hộp 100 viên thưa quý vị. Hộp này 100 viên với hàm lượng rất là tốt, sụn cá mập Shark Cadillac thưa quý vị. Rồi, quý vị cũng nhớ là chúng tôi cũng có linh chi đen, linh chi đỏ, hoặc là những loại dược thảo sẽ giúp cho quý vị bổ sức ích rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị những cái loại D88, L88 và K88, 3 loại. Chúng tôi sắp sửa có loại S88 nữa để bổ đường bao tử. Và hôm nay là cái L88 thưa quý vị cũng nhớ là để giúp cho quý vị về phổi, do phổi mạnh mẽ hơn, phổi strong hơn để chống đỡ với dịch bệnh từ bên ngoài. K88 Plus là thuốc bổ thận, sẽ giúp cho quý vị về, giúp cho quý vị thải độc tố trong thận, giúp cho quý vị hết bị lạnh lưng, sống lưng, bị yếu sinh lý vân vân, và giúp cho quý vị mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và giúp cho quý vị chống tiểu đêm. Một loại D88 là loại tiểu đường thưa quý vị, D88 là loại tiểu đường sẽ giúp cho quý vị là ổn định lượng đường trong máu để chúng ta ngăn chặn các nguy cơ coi như là bị ảnh hưởng của bị tiểu đường ra cơ thể bằng cách chúng ta control cái đường huyết của mình bằng cái dược thảo D88. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều loại dược thảo khác, chẳng hạn như là thuốc trị phỏng Isabel. Đây là một loại quý vị nên cần thiết có, là bởi vì khi mà chúng ta bị phỏng nó rất là đau rát. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị hết đau trong cơ thể, mà khi bị phỏng lớn, phỏng nhỏ, quý vị sức vô là nó không đau. Và một cái chai này nó hơn là thuốc Tây luôn. Nó là một loại là rất là kỳ diệu, sẽ giúp cho quý vị mát. Nhất là những người làm wax cũng nên mua cái này để sức cho những người khách mà bị lỡ bị phỏng đó, bị trầy da, phỏng đau, thì quý vị sức cái này lên. Ngoài ra chúng tôi cũng có những cái loại diet đó thưa quý vị, Super Slim cho ban ngày và thuốc ban đêm. Cũng như là chúng tôi có những cái loại như là lecithin để bổ não vân vân. Đó là nhiều loại dược thảo chúng tôi đang có. Mà quý vị muốn kiếm thì quý vị vào trang tantuquinh.com. Trên đây chúng tôi có đầy đủ hơn để chúng tôi không có đủ giờ để nói hết tất cả những sản phẩm này. Từ những loại dược thảo trị mụn nè, dược thảo trị nám nè, rồi những loại dược thảo mà giúp cho quý vị bị dời leo không thể nào hết, bị nám, bị dời leo, bị lở này kia. Chúng tôi luôn ngày hôm qua đó thưa quý vị, chỉ mới chớm đau ngay cái đầu môi thôi, tức là bên cái khóe môi mà thấy nó rát rát một cái là sức liền, và ngày hôm nay là hết liền luôn. Và ngay cả cái lưng của em á, tự nhiên nó bị vết ngứa đó, nó chàm lên đó. Thì mình cứ ý y là giống như mình tắm mà cái xà bông nó không đi hết, nó làm cho cái da của mình nó lát đó. Thì mình chỉ cần sức lên chừng 2 ngày thôi là nó lặn liền, vô cùng tốt luôn thưa quý vị. Đó là cái chai thuốc dời leo của Hàn Quốc mà không nơi nào có đâu. Tất cả các loại ngứa. Rồi chúng tôi cũng có dầu Tân Tú Quỳnh là cái dầu peppermint đó, để giúp cho quý vị ngăn ngừa trúng gió, chống mặt, nói chung là loại dầu gió để cho quý vị nhờ nhức đầu, buồn nôn, tiêu chảy vân vân, thì chúng ta xài dầu này. Và đặc biệt là đi chơi mà ở đâu mà hôi đó, quý vị bỏ vài giọt dầu vô. Chúng tôi cũng có dầu khuynh diệp của bác sĩ Lê Tri đó. Dầu khuynh diệp này là dầu chính thức, dầu khuynh diệp ngày xưa của bác sĩ Tính đó. Là đây là dầu khuynh diệp nha quý vị. Rất là giúp cho những cái bác lớn tuổi, nhất là những người phụ nữ sinh đó, sinh nở.
sức cho em bé ấm, sức cho em bé không có nóng mà nó ấm. Rồi chúng tôi có nhiều loại dầu trị mụn vân vân, và thuốc phân vi sinh giúp cho cái vị mùa này đã mới về một loạt phân vi sinh bình lớn bình nhỏ cho rau và cho hoa quả rất là nhiều, và quý vị đã bắt đầu mua rất là nhiều nha quý vị. Cuối cùng là chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chai SD thần kỳ. Chai SD thần kỳ đó thì thứ hai chúng tôi vẫn để tay trống để bỏ một giọt qua đây trà cho đây, rồi bỏ một giọt qua đây trà cho nó khô cái cổ tay, cái da tay, xong nó thấm vô máu, uống một ly nước cho nó loãng ra 800% của tuyến nội tiết tố của dược thảo này đã vào trong cơ thể của chúng ta, của người 20 tuổi. Nó giúp cho quý vị đầu tiên là không bị mất ngủ, thứ hai là bị đau xương, đau khớp, nhất là đau vai nha. Đau vai chỉ cần một đêm thôi là quý vị thấy cái vai hết đau. Rồi những người bị đau đầu gối, bị gao, bị nhức xương, loãng xương, giật mắt, méo miệng, rồi bị vập bẻ rất là hay thưa quý vị. Bị trào ngược axit dạ dày, rồi bị da xấu, tóc rụng vân vân. Tất cả mọi thứ nó đều giúp cho quý vị một cách diệu kỳ, mà phải nói là quá diệu kỳ. Nên từ mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn giới thiệu, dù là không phải là sản phẩm của Tân Tú Quỳnh, nhưng mà chúng tôi là bán rất là nhiều, coi như là gần như là chiếm cái thị phần rất là lớn thưa quý vị. Và quý vị cũng đã có quá nhiều người đã dùng và đã cho những lời khen không thể nào ghi hết được, rất rất là nhiều luôn. Mà quý vị chưa dùng thì nên dùng thử, và chưa nghe qua thì nên tìm hiểu thêm và đến với chúng tôi. Dược thảo đặc biệt, với cái này là chính xác từ Hoa Kỳ, làm ở công ty lớn đàng hoàng, và chúng tôi có chương trình bảo đảm là cho quý vị hoàn tiền lại cho quý vị nếu quý vị thấy không có tác dụng. Đây là những loại dược thảo đặc biệt. Mời quý vị đến với Tân Tú Quỳnh của chúng tôi với số điện thoại 7146127309, hoặc và đến với tiệm ở 9583 Bosa. Lấy cái máy chụp hình vào website Tân Tú Quỳnh, đang có chương trình mua 1 chai, 2 chai, 3 chai, 4 chai khác nhau, và tất cả những sản phẩm của chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay. Thúy Nga Paris Canada ngày hôm nay cũng mới vừa, sáng hôm nay mới vừa gọi thêm order thêm một loạt của SD thần kỳ qua. Và quý vị có thể gọi cho Thúy Nga Paris Canada với số hình màn ảnh. Cô Vân cũng ở số Việt Nam có những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh rất là nhiều. Quý vị có thể liên lạc với cô Vân với số điện thoại ở Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần này. Xin chào. Xin kính chào quý vị.